Quả cầu lửa khổng lồ nhô lên giữa biển Caspi, nguyên nhân là một bí ẩn. 50 người thiệt mạng trong vụ rơi máy bay Philippines. Nhật Bản số nạn nhân mất tích do sạt lở tăng vọt lên 113 người. Uống rượu tại đám tang, 11 người Campuchia thiệt mạng. Nga tức giận khi Mỹ, Nhật tập trận lớn chưa từng thấy. Xe tải chở pháo hoa bất ngờ phát nổ trên bãi biển Mỹ. Bắt nghi phạm gây ra địa ngục cháy rừng lớn nhất đảo ship. Tất cả sẽ có trong bản tin đặc biệt cập nhật những tin tức nóng hổi nhất trên kênh FBNC. Một quả cầu lửa khổng lồ nổi lên từ biển hồ Caspi vào hôm Chủ nhật và có thể nhìn thấy rõ từ Azerbaijan. Trong khi nhiều báo cáo cho rằng cơ sở khai thác dầu đã phát nổ, Bộ sinh thái Azerbaijan lại nói dường như có một ngọn núi lửa nào đó mới phun trào. Theo Sputnik, vụ nổ diễn ra ở dàn khoan Umid ngoài khơi, cũng là cơ sở khai thác dầu khí lớn thứ nhì của quốc gia Tây Á. Tuy nhiên, Tập đoàn xăng dầu nhà nước Soka khẳng định không có bất kỳ sự cố nào xảy ra với cơ sở hạ tầng của chúng tôi. Quả cầu lửa ngoài khơi đến nay vẫn là một bí ẩn, chưa biết nguyên nhân và hậu quả của nó, liệu có ai bị thương hay không. Dù vậy, cơ quan hàng hải Azerbaijan đã hướng dẫn tàu thuyền tránh xa khỏi khu vực phát nổ hoặc phun trào này. Tổng cộng có 47 nạn nhân trên máy bay thiệt mạng khi chiếc C-130 của không quân Philippines chở 96 người rơi xuống đảo Sulu vào hôm qua, ngày 4 tháng 7. Ngoài ra, ba dân thường trên mặt đất tử vong, nâng tổng số người qua đời lên 50. Tướng quân đội Sobezana cho biết 49 quân nhân và 4 người dân khác cũng bị thương trong thảm kịch. Bộ trưởng Quốc phòng Defin Lorenzana cho biết ông đã yêu cầu điều tra vụ tai nạn. Việc này sẽ diễn ra ngay sau khi công tác cứu nạn hoàn thành. Quân đội không nhận thấy bất kỳ dấu hiệu nào về máy bay bị tấn công. Báo cáo ban đầu cho biết máy bay vận tải quân sự C-130 đã trượt đường băng khi hạ cánh xuống sân bay đảo Zolo thuộc tỉnh miền Nam Sulu. Tỉnh này cách thủ đô Manila khoảng 950 km là nơi hoạt động mạnh mẽ của nhóm phiến quân Abu Sayyaf khét tiếng với những vụ cướp bóc trên bộ và trên biển, cũng như đã nhiều lần chạm trán với quân đội. Máy bay C-130 chở theo gần 100 binh lính đến khu vực, cũng nhằm mục đích kiềm chế các nhóm phiến quân duy trì an ninh cho tỉnh Sulu. Liên quan vụ rơi máy bay không quân Philippines, người dân làng Batikul sống gần hiện trường cho biết vụ việc xảy ra lúc 11 giờ rưỡi hôm qua. Lực lượng quân đội ở tỉnh Sulu cho hay, chỉ vài phút sau khi máy bay rơi, Quân đội và người dân đã nhanh chóng đến hiện trường để giải cứu và trước mắt các nhân chứng, nhiều binh sĩ đã nhảy khỏi máy bay ngay trước khi nó lao xuống mặt đất, nhờ vậy thoát khỏi vụ nổ lớn. Hình ảnh từ truyền thông địa phương cho thấy lửa bùng lên thiêu cháy các mảnh vỡ của máy bay và một màn khói đen đặc quánh đã bao phủ ngôi làng xung quanh. Ngay sau đó, quân đội và lính cứu hỏa đã tiến hành dập lửa, tìm kiếm cứu nạn những người sống sót. Đây là vụ rơi máy bay quân sự tồi tệ nhất của Philippines trong vòng 30 năm qua. Máy bay gặp nạn là chiếc C-130 do hãng Lockheed Martin sản xuất, vừa được Mỹ tặng cho Philippines theo như website chính phủ Mỹ cho biết vào tháng 2. Như chúng tôi đã đưa tin, mưa lũ kéo dài ở thành phố ven biển Atami, Nhật Bản và nhiều địa phương lân cận đã diễn ra suốt cuối tuần, kéo theo lỡ đất, lỡ bùng, tàn phá nhiều ngôi nhà và đường phố. Ít nhất 3 người chết ở thành phố Atami, 113 người khác mất tích. Đội cứu hộ Nhật Bản đang chạy đua với thời gian để tìm kiếm người sống sót, trong khi thời tiết khó lường khiến việc cứu nạn thêm phần khó khăn. Ở một số địa phương, lượng mưa trong vòng 24 giờ đã vượt quá tổng lượng mưa của tháng 7 theo mức trung bình hàng năm. Mưa lũ và sạt lở nghiêm trọng trong hai ngày gần đây là lời cảnh báo về các thảm kịch thiên tai mà người dân Nhật Bản thường xuyên phải gánh chịu, bao gồm động đất, núi lửa và sóng thần. Mặt khác, các vụ sạt lở kinh hoàng diễn ra ở thủ đô Tokyo đang khẩn trương chuẩn bị cho lễ khai mạc Thế vận hội. Nói về thảm kịch, Thủ tướng Yoshihide Suga phát biểu, Tôi mong muốn sẽ cứu được các nạn nhân trong đống đổ nát càng sớm càng tốt. Theo một người phát ngôn chính phủ nói với Reuters, số người mất tích vào cuối tuần được ghi nhận khoảng 20 người. Tuy nhiên, con số này tăng lên 113 người vào sáng nay ngày 5 tháng 7. Mưa đã tạnh ở Atami, nhưng dự báo thành phố sẽ hứng chịu mưa dòng nghiêm trọng nhất trong tuần này. Và sạt lở có thể tiếp tục xảy ra. Đi dự đám tang, 11 dân làng Campuchia đã tử vong sau khi uống rượu gạo nhiễm độc. Các ca thiệt mạng ghi nhận từ thứ Sáu đến Chủ nhật vừa qua ở tỉnh Kampot, cách thủ đô hơn 150 cây số. Ngoài ra, 10 người khác cũng phải nhập viện. Cảnh sát cho biết với AFP, các nạn nhân đã bị nôn mửa sau khi uống rượu. Hiện số rượu còn lại đã bị thu giữ phục vụ công tác điều tra. Quân đội Mỹ mới vừa công bố video tập trận huấn luyện chung với lực lượng phòng vệ mặt đất của Nhật Bản trong cuộc diễn tập Lá trắng Phương Đông ở thao trường Aibano của Nhật từ ngày 24 tháng 6 đến ngày 11 tháng 7. Lá chắn phương Đông là cuộc diễn tập huấn luyện song phương lớn nhất giữa lục quân Hoa Kỳ với phía quân đội Nhật Bản. Nó diễn ra ở nhiều địa điểm khắp nước Nhật nhằm nâng cao khả năng phối hợp trên nhiều miền chiến thuật. Khi Mỹ, Nhật tập trận, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Sakharova tuyên bố Moscow phản đối việc diễn tập phòng vệ này. Người phát ngôn cảnh báo, Nga không có sự lựa chọn nào khác ngoài việc sẽ theo dõi sát sao cuộc tập trận lá chắn phương Đông với quy mô lớn chưa từng thấy. Tiếp đó, Nga sẽ phản ứng cứng rắn hơn nếu cần thiết. Đã không có màn trình diễn pháo hoa buổi tối cho một thị trấn ở bang Maryland trong ngày Quốc khánh Mỹ ngày 4 tháng 7. Tuy nhiên, những người đi chơi biển buổi trưa đã có dịp chứng kiến một màn pháo hoa bất ngờ. Đó là do xe tải pháo hoa đột nhiên phát nổ ở thị trấn nghỉ mát Ocean vào khoảng 10 giờ sáng hôm qua. Đài Fox News công bố video cho thấy những cột khói khổng lồ đã bốc lên và rồi pháo hoa cũng bắn ra từ thùng xe tải. Những người xung quanh ngỡ ngàng, sau đó họ quyết định sẽ ăn mừng ngày 4 tháng 7 sớm hơn vài giờ so với dự kiến. Cảnh sát cho biết, lính cứu hỏa không phát hiện bất kỳ xe tải nào bị bắt lửa. Tuy nhiên, pháo hoa đã phát nổ ngoài dự kiến, trong lúc hàng chục xe tải đậu sẵn trên bãi biển. Chỉ có một nhân viên của công ty pháo hoa bị thương nhẹ. Cuộc tìm kiếm cứu hộ tòa chung cư Chaplin sụp đổ ở thị trấn Southside, bang Florida, Mỹ đã diễn ra hơn một tuần và có thể kéo dài trong nhiều tháng tới. Theo phó thị trưởng Tina Paul nói với hãng tin Sputnik, tôi cho rằng có nhiều nguyên nhân khiến tòa nhà sụp đổ, không chỉ do xây dựng và bảo trì kém. Trích lời bà Paul nói, chúng tôi đã thuê công ty tư vấn xây dựng để đánh giá tòa nhà và họ đang điều tra nguyên nhân vụ sập. Chúng tôi đang đối diện với mối đe dọa nước biển dân. Khi xây dựng các tòa nhà chung cư gần biển, công tác bảo trì càng phải nghiêm ngặt hơn. Theo đó, nữ phó thị trưởng Subsai cho rằng các yếu tố môi trường đã khiến tòa chung cư xuống cấp nhanh hơn và cuối cùng sụp đổ. Ngoài ra, công tác điều tra cũng đang xem xét liệu dự án của một tòa nhà lớn và cao cấp được xây đối diện tòa Champlain từ năm 2016 đến năm 2019 có liên quan đến vụ sập hay không. Vụ sập nhà gây chấn động bang Florida, báo địa phương cho biết hầu như ai sống ở thành phố Miami cũng có người dân quen ngủ tại tòa nhà chung cư gần đó. Hiện tòa nhà Champlain đã bị giật đổ hoàn toàn trước khi bão Elsa ập tới. Trong thời gian phá dỡ, công tác tìm kiếm tạm dừng. Trước đó, giới chức đã phát hiện 24 thi thể nạn nhân và còn 121 người mất tích. Một vụ cháy rừng lớn nhất hàng chục năm ở Cộng hòa Ship đã bùng phát vào trưa thứ Bảy. Do gió mạnh, lửa lan nhanh xuống chân núi Trodos. Thảm kịch khiến ít nhất 4 người lao động Ai Cập tử vong, 50 ngôi nhà bị thiêu rụi, nhiều nông trại và đường dây điện bị tàn phá, 10 ngôi làng phải sơ tán khẩn cấp. Tất cả là một cơn ác mộng, giống như địa ngục kinh hoàng. Cả ngôi làng bị nhấn chìm trong ngọn lửa. Trích lời người dân Akis, 45 tuổi cho biết, đến trưa hôm qua, ngày 4 tháng 7, ngọn lửa đã được kiểm soát nhờ các đợt dội bom nước hiệu quả của nhiều máy bay Hy Lạp và Israel. Bên cạnh đó, một nông dân 67 tuổi đã bị bắt giam do nghi ngờ làm bùng phát cháy rừng. Tuy nhiên, ông đã không thừa nhận cáo buộc. Cảnh sát khẳng định một nhân chứng nhìn thấy ông này rời khỏi làng Arakapas trên ô tô và ngay tại đó ngọn lửa đã bùng lên dữ dội. Nghi phạm có thể bị khởi tố về hành vi gây nguy hiểm khiến 4 người chết. Đảo Ship đã phải trải qua đợt nắng nóng và khô hạn nghiêm trọng trong suốt mấy năm qua. Gần đây, nhiệt độ lên tới 40 độ C và có rất ít mưa kể từ giữa tháng 4. Lực lượng vũ trang Canada đang tham gia vào cuộc chiến chống cháy rừng ở miền Tây đất nước. Hiện giờ, nhiều đám cháy vẫn cắt xé các cánh rừng của tỉnh British Columbia, khiến hàng ngàn người sơ so tán và ít nhất hai người thiệt mạng. Bộ Quốc phòng Canada hôm thứ Sáu cho biết đã có thêm 350 quân nhân được bổ sung để giúp sức dập tắt các đám cháy hung hãn ở miền Tây Canada mùa hè này. Thị trấn Lytton là nơi chịu thiệt hại nặng nề nhất với một ngôi làng gần như bị thiêu rụi. Nơi đây cũng chứng kiến nhiệt độ đạt mức kỷ lục 47,5 độ C vào tuần trước. Mà khác, giới chức báo cáo ít nhất 719 người thiệt mạng từ ngày 25 tháng 6 đến ngày 1 tháng 7, giữa lúc đợt sóng nhiệt tử thần đang biến tỉnh British Columbia thành một lò lửa khổng lồ. Sau khi làm chết hai người ở Cộng hòa Dominica, bão nhiệt đới Elsa hôm Chủ nhật tấn công vào Jamaica, gây ra mưa lớn và ngập úng nhiều nơi trên khắp đảo quốc vùng Caribe này. Trong khi đó, khu vực miền nam nước láng giềng Cuba cũng đối diện với thời tiết khắc nghiệt. Theo Trung tâm Bão Quốc gia Hoa Kỳ, bão Elsa đã suy yếu với sức gió còn 96 km trên giờ. Cơ quan khí tượng này dự báo, cơn bão mạnh sẽ tiến vào miền trung và miền tây Cuba trong ngày 5 tháng 7 theo giờ địa phương, sau đó thẳng tiến về eo biển Florida, Hiện giờ nhiều nơi ở bang Florida đã bị ngập úng. Các nhà khoa học Philippines hôm 4 tháng 7 cảnh báo núi lửa than có thể phun trào vào bất kỳ lúc nào sau khi lượng khí thải độc hại phát ra từ miệng núi lửa đã cao đến mức kỷ lục. Gần 4.500 người dân đã phải rời bỏ nhà cửa tính đến hôm Chủ nhật khi giới chức kêu gọi phải sơ tán khẩn cấp. Chính quyền địa phương cũng phong tỏa nhiều tuyến đường xung quanh ngọn núi lửa. Núi lửa than cách thủ đô Manila chỉ 50 km đã thức giấc vào thứ Năm tuần trước phun ra đất đá và hơi nước cao đến 1 km trên bầu trời. Cơ quan địa chất đã nâng mức cảnh báo từ 2 lên 3 trong thang đo 5 cấp. Năm ngoái, núi lửa than phun trào tàn trò cao 15 km và dung nham chảy xuống ồ ạt, à, thiêu cháy nhiều ngôi nhà, giết chết gia súc, khiến 135.000 người phải tìm nơi trú ẩn. Đây cũng là ngọn núi lửa hoạt động mạnh mẽ bậc nhất ở Philippines, một quốc gia thường xuyên hứng chịu núi lửa và động đất do nằm trên vành đai lửa Thái Bình Dương. Chuyên gia dịch tễ hàng đầu nước Mỹ tiến sĩ Anthony Fauci dự báo, Hoa Kỳ sẽ chứng kiến làn sóng dịch bệnh tái bùng phát ở những nơi chậm tiêm chủng. Ông gọi việc chần chừ tiêm vaccine thật đáng buồn và là một tai họa. Tỷ lệ ngần ngại tiêm chủng đặc biệt đáng chú ý trong các đảng viên Cộng hòa. Khảo sát được hai hãng truyền thông Washington Post và ABC News thực hiện, công bố kết quả vào Chủ nhật cho biết, 86% đảng viên Dân Chủ đã tiêm ít nhất một liều vaccine, trong khi tỷ lệ này trong nhóm đảng viên Cộng hòa chỉ có 45%. Qua khảo sát, một phần ba người trưởng thành chưa tiêm chủng bày tỏ họ không muốn nhận liều vaccine. Mặt khác, gần 3 phần tư người nói rằng các chuyên gia như ông Fauci đang thổi phòng nguy cơ từ biến chủng Delta. Chính quyền ông Biden đang tiếp tục ca ngợi chiến dịch tiêm chủng đại trà khi gần 69% người Mỹ trưởng thành đã tiêm ít nhất một liều vaccine đến ngày 1 tháng 7. Thế nhưng, mục tiêu 70% người trưởng thành nhận tiêm chủng đã không thể hoàn thành trước ngày quốc khánh 4 tháng 7. Trong khi đó, 605.000 bệnh nhân COVID-19 đã thiệt mạng. Hôm Chủ nhật, chính quyền Tổng thống Biden tổ chức lễ kỷ niệm Ngày Quốc Khánh ở Nhà Trắng với hàng ngàn khách tham dự. Những ai chưa tiêm vaccine được yêu cầu phải đeo khẩu trang. Tuy nhiên, việc này cũng không bắt buộc. Theo báo The Guardian, nhiều bang khắp nước Mỹ cũng bắt đầu nới lỏng các quy định chống dịch, bao gồm cả ở những nơi có tỷ lệ tiêm phòng thấp. Chúng tôi sẽ cập nhật những sự kiện quốc tế mới nhất trong bản tin nóng phát sóng lúc 15 giờ hàng ngày trên kênh FBNC. Xin mời quý vị đón xem.